cái giò rồi. Nè nhanh lên. Nè. Nó chịu nổi rồi. Rồi ok, nó liền cũng liền. Heo ba ba đây là bự bự không nè. Sao lên nè. Đó 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 đó. Oh my god. Kéo nó lên được rồi nè. Còn nữa. Mệt quá. Cái bắt ốc này rất là mệt nha cả nhà. Nhưng mà nó rất là vui nha. Nhưng mà nó rất là sần đất nha. Vui không? Vui. Đây. Bắt mà bắt tự nhiên bắt nhau. Thôi hạnh con tre rồi. Ơi, từ từ. Wow. Wow. Ghê chưa? Để xích qua bắt con này. Bởi vậy kêu kêu đặc biệt nó mới kêu, không đặc biệt kêu làm gì. Đây bây giờ hành trình đi bắt ốc vòi vòi đầu ngày một xe. Hello, xin chào cô chú anh chị và các em. Hôm nay hành trình của Thảo Nhi và hai đứa cháu đi bắt ốc vòi vòi. Mời cô chú anh chị và các em theo dõi cuộc hành trình đi bắt ốc của Thảo Nhi. Xin cảm ơn. Dụng cụ đi bắt ốc vậy rồi. À, giờ chắc lên xe. Giờ chắc nó lên xe. Bữa nay đi có một cậu bé tí hon đi nữa. Sẵn sàng đi hành trình đi bắt ốc vòi vòi. Cái chiếc xe tiện à.
chạy lại cái chỗ mà mình đậu xe. Cái gì gì có chuồng bò không ta? Chuồng bò gì? Chuồng bò có chuồng bò đứng. Hả? Chuồng bò gì? Chuồng bò gì? Đó, cái lằn đó là chuồng bò đó. Không, cái lằn này, cái lằn vàng vàng là chuồng bò, sao mình dám qua? Đông quá. Cái chỗ này nó chạy dèo 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 sao mình qua được ta? Từ nó có một lượt này sống vậy? Lượt dưới, lượt này thì lượt dưới nó lên. Ủa sao ghê lại vậy? Ôi, cái ghê mà. Nó chạy. Cái chỗ này không qua sao. Kê được rồi đó, được rồi đó. Rất là bự đó, cái miệng của nó chẻ một cái đường chính giữa luôn đó, đó.
đường chính giữa đó, thấy không? Đó là cái miệng, cái vòi của nó lú lên á, xung quanh của nó nằm đó ha. Khi mà mình đụng vô cái nó thụt xuống. Thấy nha, nhìn nè. Ha, nó lú cái vòi lên ha, nó rất là to ha. Cái lỗ nó nè, đó. Khi mình đụng vô cái nó thụt xuống. Đó, nó thụt từ từ xuống nè ha. Đó, ha. Đó, nó thụt xuống. Nó thụt xuống. Đó. Đó, trời. Nó thụt xuống sâu lắm. Nó thụt xuống rất là sâu. Hả? Nó thụt xuống rất là sâu, cái bắt đầu mình đào nó lên. Thấy cái nè, cái miệng nó hé lên nè ha. Đó, cái miệng nó hé lên nè. Đó. Khi mình đụng vô là nó sẽ sụp vô xuống. Đó, thấy không? Đó, nó thụt mất xương tuốt dưới luôn nè. Đó, 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 nó sôi nước lên luôn nè. Nó vậy đó. Bắt ốc vô vôi là nó vậy đó. Đó, nó phun nước lên mặt mình luôn á, thấy không? Nó phun nước lên mặt mình luôn á. Phun nước lên miệng mặn chằn à. Giờ mình tiến ra gần biển nè, nước nó đang giật xuống dưới à. Quái đẹp ốc dương. Lấy được sống rồi. Đụng. Đụng nó mà nó không không thụt xuống được nữa luôn. Mà bây giờ chỉ lấy cục đá lên là được. Hai ba con đây nè. Cua. Đây. Cua nè. Kia nó kẹp nó. Kẹp cua. Nó thảo cua. Bây giờ lấy cục đá thì lên là được rồi, hai ba con dưới đây nè. Bụng lắm. Thì thọt tay cho là đụng nó rồi. Mom ơi. Nè. Đúng không? Con cua. Cái gì vậy?
hả? Hai con đi về rồi. Chín rồi kìa. Đây. Mà con này sao nó thụt cái đầu vô trong ngắn hết, nó không có được cái đầu, nó không có được dài. Còn con nữa hả? Đây. Chín chưa? Thấy bé Hạnh giỏi không? Tài vào. Đó. Bước lên. Thấy không? Con nói một lỗ hai ba con. Nhìn nè, khui nó vô, nó sống ở trong mấy cái khe đá vậy nè. Đó. Không thì nó sống ở ngoài cũng có. Cái này chỗ này đi bắt thì hơi đá, hơi bị nhiều cho nên nó hơi cạn, nó sống cũng hơi cạn. Tại vì nó bị hướng mấy cục đá. Bỏ vô hộp đi vậy. Để ngọn kim nó lại. Mình bắt cái con ốc này xong rồi đó, mình phải cho nó vô trong cái thùng. Nếu mình không cho nó vô trong cái thùng á thì một hơi mấy con chim đang ở ngoài biển đó, mấy con thiệt là bự đó, ở ngoài đó đó, nó sẽ lại nó gấp luôn cái con ốc bự vậy nè nha, mà nó vẫn gấp nặng vậy nè, mà nó vẫn gấp đi được á.
thôi, cái con đó nó lụm. Ây da. Gia đình ơi, đây cả nhà nhìn thấy không, cái môi môi nó vậy thôi, nó sâu lắm, rất là sâu. Cứ cho nó vô trong đây đi, gần chút tính tính sổ đó, tranh thủ bắt để hơi nước nó lên á, nước bây giờ nó sụt xuống rồi kìa, giấu quá trời luôn kìa. À, kìa, bây giờ nó lòi lên giấu quá trời luôn kìa ha. Chỗ này hết hả? Bốn con, chỗ còn nhỏ. Nhưng mà chỗ này có hai con bự nè. Ở đây nè, nhiều con lắm này vậy. Dạo phụ con hai con ốc này nghỉ nằm xéo.
thôi coi cái con chim nó lại nó đây dính đường con nè. Đây đi vô nước lên rồi đó. Đây dính đường con nè. Lần này mình đi bắt ốc ở trong mé bờ biển cho nên nó không có đi xa ra ngoài. Hẹn cô chú anh chị
Kỳ sau đi sẽ đi bắt bằng cái thuyền phao bơi ra ngoài biển, bắt ốc. Chỗ đó không có đá, chỗ này đá nhiều lắm. Bắt chỗ đó thì cát thì mình phải chặn cái đó, chặn cái đồ đó đó. Không à, thì bởi vậy nó đây nè, bây giờ dính dính được cái giòi của con ốc rồi nè, đây nè, bây giờ phải khơi đất cát rồi ra, rồi bắt đầu mới bắt nó lên được, nó chồn xuống, nó cứ ngắt ở dưới đây nè, giờ mình dính để cho nó đừng có chồn xuống nữa. Đây ốc này nè, nó có cái mài này nữa nè, thấy không, cái mài của nó nè. Hay ốc người lại lại đây nhìn nè, tới cái là chắc chị buông ra được không, buông được không, buông được không, thấy đá không, buông lại nó xuống á, nó xuống à, nó xuống á, nó rút đúng không, nó rút xuống á. Trên đó nữa, đào ngay chỗ xung quanh nó thôi, nhưng mà con bươi xuống thôi nữa. Con cua à, nó không, em bắt được con cua giỏi. Ừ, sắp lên đây, sắp lên này, sắp lên này, đó, oh my god, kéo nó lên được rồi nè, còn nữa, mệt quá, cái bắt ốc này rất là mệt nha cả nhà, nhưng mà nó rất là vui nha, nhưng mà nó rất là sình đất nha, đây, đây đâu có khác gì ở Việt Nam đâu phải không, dọc dơ nè thấy không, hai dì cháu đi dọc dơ nè, ừ, còn dẫn thằng nhóc nó đi nữa, không ai giữ nó đó. Ui da da. Ây da. Bây giờ đem lại cho nó vô trong cái vỏ chứ. Được không? Đây, hồi nãy bắt mà. Hồi nãy bắt được cái con này chưa kịp ấy, nó kêu lại cứu bồ nó, chưa kịp bỏ vô vỏ luôn. Nó kêu lại cứu bồ nó, nhưng mà cái con này hồi nãy sắn nó đứt cái giòi. Nè. Chưa rửa luôn. Thôi kệ đi, khỏi rửa đi. Đi rửa nâng cao dơ quá, xịt thăm thăm. Rửa cho nó sạch sạch chút, cho vỏ mình đứng dơ. Đó. Để cho dơ vỏ. Ôi là là. Cho vỏ, cho vỏ. Cho hết dơ vỏ, tính sao. Con này bự lắm nè, cái chân nó bị bể, con đào chứ không phải gì đào đâu. Con đào đào bể nguyên con luôn đó. Đây thành quả của bé Hạnh. Còn nữa, nữa bắt nữa còn không, trong lỗ này còn xung quanh này, giờ mình bươi chứ mình lắp cái lỗ này, lắp cái kia nó xuống cái lỗ này để anh bắt xung quanh. Con yêu hả, đây cục vàng đi lại đây. Cái bên cái lỗ này luôn thấy không? À, thấy không? Nói rồi. Đó.
tốt lên đây nè. Giờ mình đào ở đây cũng có 2-3 con ở đây nè. Rồi, đào, tiến hành. Đó. Nó bươi, nó móc, nó kiếm con này con kia xung quanh, nó ở đây nhiều lắm. Giờ đào đi. Ok, đào đi. Vui lắm nè, à, bất ngờ chưa? Qua anh đây nè, quay lên đó, nhanh lên, nước lên rồi kìa, thấy không? Trời ơi, nó lòi vậy hả? Vui vậy? Trời ơi, nó sống trong cái hang vậy đó. Đó, đó. Thôi nè, nó con tre rồi. Ê, từ từ. Wow. Wow. Nghe chưa? Rồi xích qua bắt con này. Bãi vậy kêu. Kêu đặc biệt, nó mới kêu. Không đặc biệt kêu làm gì. Vậy chứ nó tốt rồi. Hồi nãy giờ cho sình vô trong máy luôn. Cho sình vô trong vỏ luôn. Đầu kia của con đâu ta? Nè. Cái ba á. Hả? Chỗ đá hôm bữa mà vô bươi mấy cục đá, nó nằm ở trong mấy cục đá. Hôm bữa thì đào ở ngoài ngoài cát, bữa nay bươi trong cục đá nó cạn hơn nhưng mà nó hơi cực một chút. Cái này là 2 chỗ nha chị. Chỗ đó đó hả? Dạ. Ồ, 3 con luôn. Rồi, đó, thấy không? Một cái lỗ như vậy thôi là đó, đá không vậy nè, đó. Nó chui chui vô đây nó ngồi nằm. Lai ở nhà quê ở Việt Nam mình không
rất là đắt tiền. Ốc này là nấu cháo ăn là rất là ngọt mà, còn không là ăn sống chấm phụ tạp, chấm sushi đó. Cắt ra ướp đá xong rồi chấm phụ tạp ăn, chấm wasabi á. Đào được con trùng biển nữa nè. Được hai con nữa rồi nè. Cầm lên đây. Đúng rồi. Cầm hai con lên đây đây. Cầm hai con đi rửa luôn chứ. Nên nó đi rửa rồi, đi rửa ốc đó. Cầm ốc đi rửa đó. Đi rửa đâu đó? Rửa cho nó sạch. Con nào nữa không? Có mà nhỏ. Đây là thêm con nè. Đi rửa nè. Nhiều quá hả? Ừ. Nhiều lắm hả? Đúng rồi đó. Thôi đi về đi. Đâu? Về. Đầy giỏ rồi. Đi về. Thôi kết thúc hành trình. Đắp lại phụ con. Đào là phải đắp lại nha. Đây nè, bây giờ đào là phải đắp lại nè. Tạm dừng video ở đây. Bắt ốc rất là mệt rồi. Bây giờ cũng đầy giỏ rồi. Cho nên bây giờ mình lên mình kiểm tra ốc. Mình lên mình điểm ốc. Bây giờ ở đây á, một người chỉ được quyền bắt 10 con thôi. Bắt hơn nó phạt. Cho nên mình không bắt được nhiều. Mà bây giờ cái này hay gì cháu thì được 20 con, nhưng mà chắc có thể chưa đủ 20 con, nhưng mà nó mệt quá. Đủ ăn rồi. Thôi bây giờ xin nữa hả? Giờ mình xin dừng mà con bé này nó không chịu dừng nè. Không phải. Nó nắm được tại con luôn nè. Hả? Thấy chưa? Tại cái con này nó. Đây nè. Hả? Nó thương con quá. Con. Cái không phải là mình không muốn dừng. Thấy không? Nó hăng hái nó bắt. Nó không chịu. Nãy giờ nó cứ quanh cái lỗ này không thôi. Hôm nay mình tính đi. Nước nó hạ nó lên nhanh lắm. Mình tính đem cái này để mình đi ra ngoài này mình bắt ở ngoài cát. Mình chặn cát bằng cái này để nước nó đừng có vô để dễ bắt, nhưng mà hôm nay không bắt ở ngoài cát. Mà mình bắt ở ngoài trong cái đá này cho nên mình không có chặn được cái không chặn được cái này. Cho nên không cần phải chặn cát nữa, mà mình bắt mình chỉ khơi đá dày lên là bắt được con ốc. Bây giờ kết thúc chương trình rồi, cũng mất cái bay luôn. Kết thúc chương trình mất một cái dụng cụ để đào ốc rồi. Ok, let's go. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt. Cái này của mình cũng mất luôn. Ôi chà, bữa nay cũng được nhiều.
thành quả của cái con hành trình đi bắt con ốc này. À, thấy không? Chắc cũng được mười mấy con á. Kỳ này bắt ốc bự bự không à. Đó. Ốc to to không? Luật bắt ốc ở bên Mỹ á, mỗi một người mua một cái license là một cái bằng á, cái bằng để đi câu cá, đi bắt ốc nữa, mà mỗi một người bắt ốc này được 10 con. Hai dì cháu là đúng ra là 20 con, nhưng mà hôm nay bắt được 16 con. Tự vì có công việc phải đi về sớm để đi công việc nên không có bắt đủ con. Nhưng mà bao nhiêu đây là cũng đã quá đủ rồi. Thảo Nhi xin tạm dừng video ở đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại video sau.